Hello, 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 welcome back to my channel. Như là lời đã hứa thì họ đã trở lại đây với một project được mang tên American Dream Chuyện Chưa Kể. Đây là một series nhiều tập sẽ kể về quá trình sống và định cư làm việc ở nước ngoài của Hào trong thời gian 9 năm qua. Họ sẽ chia sẻ với tất cả các bạn những khía cạnh khác nhau giữa Việt Nam và Mỹ, bao gồm công việc, cuộc sống, tình cảm, gia đình, bạn bè và rất nhiều thứ nữa. Cái project này sẽ được dựa trên những kinh nghiệm bản thân cũng như là những hành trang mà họ đã học được trong 9 năm qua sống và định cư tại Mỹ. Đây có thể là một nguồn tham khảo thật là hữu ích dành cho các bạn đang sắp định cư ở nước ngoài hoặc là cho những ai đã đang định cư ở nước ngoài có thể thấy bản thân mình trong đó, rồi chúng ta sẽ có thể cùng ôn lại những kỷ niệm đẹp của những ngày đầu chúng ta đặt chân lên một đất nước khác. American Dream Chuyện Chưa Kể sẽ là một quyển nhật ký online mà cho chính bản thân Hào, mà sau này khi Hào lớn hơn nữa có thể nhìn lại và ôn lại những kỷ niệm đẹp của chính bản thân mình. Hào sẽ kể chuyện của mình qua từng tập với rất là chi tiết và thật là gãy gọn, cũng như là họ sẽ lồng đó vào những cái tips, những cái kinh nghiệm mà họ đã học được, với hy vọng là các bạn có thể lấy đó là một cái nền tảng cũng như là những cái thông điệp chia sẻ mà có thể chuẩn bị cho mình một hành trang thật là vững chãi. Đây cũng chỉ là xuất phát từ những ý kiến cá nhân rất là chủ quan. Nếu các bạn có những cái thông điệp hoặc là những cái ý kiến khác nào mà muốn chia sẻ, đừng quên để lại những comment cho Hào nhé. Và bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ bắt đầu cho American Dream Chuyện Chưa Kể tập 1. Định cư nước ngoài nói chung hoặc là ở Mỹ nói riêng có thể là một trong những bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của bạn. Nhưng mà chắc chắn là có nhiều bạn và ngay cả Hào nữa cũng không thể nào mà mường tượng được cái sự thay đổi lớn đến mức nào đến khi mà chúng ta có thể trải nghiệm và cảm nhận với cuộc sống ở bên này. Cái ngày mà bạn đậu phỏng vấn cũng là cái ngày mà bạn sẽ quyết định khi nào bạn sẽ rời xa Việt Nam. Thì cảm xúc của nó sẽ rất là nhiều và có nhiều cảm xúc sẽ đan xen lẫn nhau. Có đôi lúc mình cũng không biết là mình phải chuẩn bị như thế nào để cho một chuyến đi dài mà không biết bao giờ sẽ trở lại. Và sau đây là 5 tips hữu ích mà Hào đã chuẩn bị cho các bạn để giúp cho các bạn trong một tư thế sẵn sàng nhất. Sống, làm việc và định cư nước ngoài cũng là một trong những bước ngoặt lớn trong cuộc đời của chúng ta, nên các bạn phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ càng. Lúc này đây các bạn có thể đang rất là hứng thú với một chuyến đi dài, nơi mà mở ra những cánh cửa mới ở một chân trời mới. Vì chúng ta sẽ phải bắt đầu lại từ đầu với tất cả mọi thứ, về tất cả những khía cạnh trong cuộc sống mà đôi khi chúng ta không có thể nào mà tưởng tượng được. Thì culture shock là một cái cú sốc đầu tiên mà khi bạn bắt đầu va chạm với cuộc sống và làm việc ở bên này. Cái culture của Việt Nam của chúng ta là dependent culture, nhưng mà ở nước ngoài á, nhất là ở Mỹ thì họ là independent culture. Có thể khi mà bạn mới qua, bạn sẽ sống và nhờ vả vào người thân của mình, nhưng mà sau đó thì ai cũng sẽ phải tự lực cánh sinh hết. Mà chưa hết đó, với nhiều gia đình đó, họ sẽ có những cái hoàn cảnh khác nhau. Ví dụ ngày xưa khi mà Hào đi là 22 tuổi, Hào đi với ba thì Hào để mẹ ở lại. Hoặc bạn cứ nghĩ đi, Hào sống ở Việt Nam 22 năm trời, biết bao nhiêu người thân, bạn bè, quen thuộc và ngay cả mẹ nữa. Bây giờ đùng một cái, đến một cái ngày mình phải xa rời, bỏ lại tất cả mọi thứ ở Việt Nam và đi qua một đất nước mà ai cũng nói là tốt đẹp cả, nhưng mà thực sự là mình cũng chẳng bao giờ mà biết rằng nó có thực sự tốt đẹp như những gì mà tất cả mọi người đã nói hay không. Học tiếng Anh có thể không phải là một cái bước chuẩn bị mà khi bạn biết bạn đậu phỏng vấn, mà học tiếng Anh phải nên là một cái quyết định khi mà bạn biết bạn chuẩn bị có giấy tờ đi Mỹ. Tiếng Anh sẽ là một chìa khóa quyết định cho cuộc sống sau này của bạn khi mà bạn đã đặt chân lên nước Mỹ. Hồi đó khi mà còn ở Việt Nam á, tiếng Anh của Hào rất là dở. Hào học ở trong trường á, thực sự là chỉ đủ trên trung bình thôi. Mà thực sự á, khi mà học ở trong trường lớp ở Việt Nam mình á, thì những cái vốn kiến thức đó cũng đủ cho mình để có thể mà giao tiếp một cách rất là căn bản. Rồi khi mà trước khi đi Mỹ đó, hoặc là đi học ở ILA là cái trung tâm, hồi đó là dạy với toàn là người nước ngoài thôi, thì cái tiếng Anh của Hào có thể là tiến bộ lên được một chút xíu, thì nó chỉ có thể đủ cho Hào, giúp cho Hào khi mà từ Việt Nam đi lên máy bay đi qua đây thôi. Rồi sau đó khi mà đi qua bên này á, thì mình biết là mình thật sự là mù và ngu tiếng Anh các bạn ạ. Cái lúc mà Hào đi qua bên này đó, Hào không có nhớ, Hào chỉ biết cái tên của cái thành phố mà mình ở thôi, nhưng mà lại không có biết là đọc như thế nào. Thì khi mà đi xuống sân bay đó, đi ra chung cửa với lại những cái người nước ngoài á, thì mình hỏi họ là cái thành phố này ở đâu, mà lúc đó nói là người ta cũng chẳng biết cái accent của mình mà người ta cũng sẽ không có hiểu đó. Nhưng mà ít nhất á, Hào có thể spell được cái tên của cái thành phố đó. Còn tại sao mà Hào nói tiếng Anh sẽ là cái thành phần rất là quan trọng quyết định cuộc sống của bạn sau này á, Hào sẽ để dành cái điều đó để nói ở những tập tiếp theo nhé.
Dành thời gian cho gia đình và bạn bè là một điều rất là quý trọng và ý nghĩa trong cái khoảng thời gian mà bạn chuẩn bị đi qua nước ngoài định cư. Không biết những nước trên thế giới như thế nào, nhưng mà khi mà đi Mỹ đó thì sau khi mà phỏng vấn đậu á, bạn sẽ có visa là 6 tháng, thì trong vòng 6 tháng đó bạn có thể chuẩn bị hết tất cả những gì mà bạn cần chuẩn bị. Nên lúc này á, các bạn cũng đừng có vội, mà có nhiều người họ bị tâm lý là ồ, có visa là phải đi liền. Nên mình nên tận dụng những thời gian này thật là triệt để mà có thể dành thời gian thật nhiều cho gia đình, bạn bè và người thân. Như hồi nãy á, Hào đã nói là đi với ba và để mẹ ở lại, thì cái thời gian này đó là Hào dành hết thời gian để ở nhà với mẹ, rồi cũng như là đi gặp bạn bè của Hào thật là nhiều. Và các bạn nên nhớ là chúng ta nên giữ liên lạc với những người bạn ở Việt Nam, bởi vì cái thời gian đầu mà bạn qua Mỹ á, sẽ là cái lúc mà bạn cần những người bạn thân và bạn bè ở Việt Nam nhiều nhất. Nên là Facebook hay là Instagram, là số điện thoại là cứ lưu giữ và chắc chắn là phải có và phải đem theo nhé. Bởi vì chúng ta sẽ không biết là khi nào mình sẽ gặp lại họ. Đâu có ID mà nói được là ngày nào, tháng nào sẽ đi về đó các bạn. Có nhiều người á, giống như là họ có một người bạn thân nha, người bạn thân của Hào đi Mỹ trước Hào 2 năm thì bây giờ là 11 năm rồi, mà Him là chưa bao giờ đi về Việt Nam luôn các bạn ạ. Khi mà mới qua Mỹ thì Hào ở nhà rất là nhiều, thế nên là ngày nào cũng gọi điện thoại về Việt Nam mà các bạn biết không. Lúc đó là chưa có Viber, hình như là cũng chưa có Facebook video call như bây giờ, chỉ có là FaceTime. Rồi lúc mà mới qua đó Hào thì cũng không có iPhone để mà gọi, chỉ có mượn được cái iPad của thằng cousin ở nhà thôi. Mà cái thời đó là còn cái thời mà có cái thẻ điện thoại đó, các bạn mua cái thẻ điện thoại bao nhiêu đó tiền là được bao nhiêu đó phút đó, thì gọi về thì Hào mua cái đó để mà gọi về cho những cái người ở Việt Nam, mà nhất là mẹ và những người thân trong gia đình. Cho nên đó, nếu các bạn mà có người thân và gia đình, hoặc là có ba có mẹ ở Việt Nam không có đi qua Mỹ với mình á, thì trong cái khoảng thời gian này á, chúng ta nên tận dụng thật là triệt để. Đừng vì một chút hấp tấp mà mình sẽ đánh mất cái thời gian mình có thể ở bên họ thật là nhiều nhất. Book vé máy bay cũng là một cái vấn đề mà có thể là rất là quan trọng, bởi vì nếu các bạn book rất là gần khi mà các bạn vừa phỏng vấn xong đó, thì có thể là vé máy bay sẽ rất là mắc. Còn nếu mà các bạn có cái kế hoạch mà mình không có đi liền sau khi mà đậu phỏng vấn á, thì book vé máy bay nó sẽ rẻ hơn. Thường á, thì nhiều người sẽ book qua mấy cái agency ở Việt Nam. Nếu mà bạn có lên kế hoạch mà bạn không đi liền á, thì bạn có thể lên những website của những cái hãng máy bay mà bạn chọn á, đôi khi là nó còn rẻ hơn là mình book qua agency. Mà cái này là phải nên hỏi người thân của mình là họ ở đâu, tại vì các bạn biết là nước Mỹ rất là rộng lớn, hoặc là các bạn ở trên thế giới thì những cái mỗi một cái city là nó sẽ có một cái hãng máy bay sẽ trực thuộc ở đó. Ví dụ như Hào ở Seattle thì thường là sẽ bay EVA hoặc là bay Korean Air. Cũng có nhiều hãng máy bay khác cũng sẽ ở đây, nhưng mà cái fee hoặc là cái tiền vé nó sẽ mắc hơn rất là nhiều. Và để mình có thể lựa chọn cái thời gian bay sao mà phù hợp để với cái người thân của mình ở bên này có thể đi đón mình. Rồi nhớ một điều là khi mà mua vé máy bay á, thì nhờ cái agency hay là mình có thể tự mua vé máy bay á, thì mình sẽ chọn cái ghế ngồi của mình luôn nhé. Cái lúc mà Hào với ba Hào đi qua đây á, thật sự là mua qua agency rồi cũng nhờ một cái người quen đó mua giùm, đâu có biết đâu, rồi đâu có chọn ghế hay gì đâu. Cái tới lúc mà đi á, là ngồi ở dưới cái đít máy bay, bạn ngồi ngay cái ghế cuối cùng luôn. Nếu mà các bạn có bao giờ mình đi máy bay mà ngồi cái ghế đó, các bạn sẽ biết là nó không có đủ cái khoảng không để mà sải cái chân của mình ra, hay là nó thật sự là rất là không có thú vị gì lắm để ngồi ở cái đít của máy bay. Lúc mà Hào qua cũng không có nhiều người nói với Hào. Hồi đó thì có, cô Hào có nói là đừng có đem đồ mặc của mình nó qua nhiều, tại vì như thế nào đó. Nhưng mà lúc đó cũng nghĩ là ô, thì mình đi thì mình phải đem hết tất cả những gì mà mình có mình qua chứ, lỡ qua rồi đâu có gì đâu mà bận, đúng không? Nhưng mà thật sự là đừng có mua quần áo gì nhiều, hoặc là cũng đừng có đem nhiều quần áo hay là giày dép qua quá, bởi vì cũng tùy thuộc vào bạn ở đâu nữa. Và cái điều quan trọng là khi mà bạn biết là bạn đi định cư thì bạn phải nên biết là bạn ở đâu ở nước Mỹ, và cái nơi mà bạn ở là cái thời tiết nó sẽ như thế nào, mà bạn sẽ đem hoặc là mua những cái thứ gì mà cần thiết để mà rất là phù hợp để đem theo. Không biết các bạn khác như thế nào, nhưng mà hồi đó cái thời trang của Hào nó cũng kỳ cục và ghê gớm lắm, nên mà khi mà đi qua đây đó rồi đem cái đồ đó qua bận á, tự nhiên cái mình lọt hõm ra như là xa hẳn vào thế giới của loài người. Thì cũng đồng ý là đồ của mình thì mình mà mặc thôi, nhưng mà
cái ý chính mà Hà muốn nói là đừng có nên mua những cái gì thêm đồ ở Việt Nam, cũng như là đừng có đem quá nhiều đồ qua đây, bởi vì bạn cũng sẽ phải đi mua đồ lại. Qua đây như thế nào đó tự nhiên cái đồ của mình nó bị rút các bạn ạ. Có thể là bên này họ không có phơi đồ mà họ dùng cái máy sấy á, khi mà sấy đồ thì hầu như là đồ của mình sẽ bị rút rất là nhiều. Rồi một điều nên nhớ nữa là tùy mùa mà bạn sẽ đem theo đồ nào. Ví dụ như ở Mỹ đang là mùa đông, mùa thu hoặc là mùa đông thì bạn nên mua một cái áo ấm, nhưng mà đừng có mua quá mắc tiền, bởi vì qua bên này thì có thể là người thân của bạn có, hoặc là bạn có thể đi mua một cái mới nó sẽ phù hợp với hơn ở bên này, chỉ mua cái cho cái thời gian mình đi từ Việt Nam qua bên đây thôi. Lúc mà họ qua đó thì là tháng 4, là thời gian này nè các bạn, đúng là 9 năm luôn á, là đang là mùa xuân. Nhưng mà cách đây 9 năm thì mùa xuân ở Seattle còn rất là lạnh. Khi mà họ qua là cái lạnh đó là cái lạnh mà chưa bao giờ mà Hào từng trải qua luôn. Nhưng mà hơi một cái là cô Hào lúc đó đi ra phi trường đón đó thì đem cái áo rất là dày ra, bởi vì biết là Hào và ba Hào từ Việt Nam qua sẽ không có chịu được cái lạnh ở bên này. Vậy thì nếu các bạn đi định cư thì các bạn nên nhớ là xem cái thời tiết, rồi xem là mình ở đâu, rồi chỉ cần đem khoảng 1-2 đôi giày, nhớ là đem theo giày thể thao thì tốt, rồi 1-2 cái quần jean, áo dài tay nếu có, nếu không có thì chẳng sao. Khi qua đây thì mình sẽ mua thôi. Mà mỗi một cái mùa bên này nó sẽ có đồ sale, nên các bạn đừng có lo lắng về cái vấn đề quần áo quá. Thời gian đầu mình sẽ ở nhà rất là nhiều, nên đừng lo về diện mạo và dung nhan các bạn nhé. Lo trước và chuẩn bị tâm lý là quan trọng nhất. Tiếng Anh là cái thứ hai. Rồi tài sản hoặc là tài chính thì cái đó họ không có nói tới, nhưng mà bởi vì tùy mỗi người, mỗi gia đình và mỗi hoàn cảnh nó sẽ có những cái nguồn tài chính khác nhau. Và đó là 5 tips mà họ nghĩ rất là cơ bản và hữu ích mà Hào đã chắc chiêu lượm nhặt được dành cho tất cả các bạn. Hy vọng rằng qua video này bạn có thể hiểu thêm về những cái bước chuẩn bị khi chúng ta định cư nước ngoài nhé. Nếu các bạn yêu thích video này đừng quên nhấn nút like, và để theo dõi những tập tiếp theo của American Dream chuyện chưa kể thì đừng quên nhấn nút subscribe, và các bạn cũng đừng quên để lại những comment cho Hào về bước đầu tiên của bạn chuẩn bị trước khi qua định cư nước ngoài thế nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào.